Và để đạo tràng chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính mong quý Phật tử mình dừng yên lặng. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Chính con kính cung thỉnh thượng tọa an tọa và quý chư tu đức tăng ni an tọa, quý vị Phật tử đồng hương đồng an tọa. Chúng con kính mời quý Phật tử mình mới vừa đến ở phía trên của vị nhân viên này rất là còn nhiều cái chỗ ngồi. Everyone to join your palms and we will recite the three refugees. Để chúng cùng chắp tay, chúng ta cùng đọc ba lời vây về linh cờ. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. I take refuge. I take refuge. In the Buddha. In the Buddha. The one who shows me. The one who shows me. The way in this life. The way in this life. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. I take refuge. I take refuge. In the Dharma. In the Dharma. The way of understanding and love. The way of understanding and love. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge. I take refuge. In the Sangha.
in the Sangha, the community that lives in harmony, and awareness, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022. Chúng ta đang ở tại chánh điện tu viện Quyền Quang, thành phố Roy City, thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sau hơn 2 năm rưỡi, Pháp Hòa mới trở lại tu viện Quyền Quang để thăm quý vị. Và chiều nay là buổi sinh hoạt đầu tiên nhân mùa lễ Phật đản này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ khỏe. Quý vị dùng cơm hết chưa? Chưa không? Chưa. Vậy thì ngồi múc mùa lễ thủy. Thế đại chúng, hôm nay có quà được trở về thăm tu viện Quyền Quang sau hơn 2 năm dịch bệnh. Lần cuối cùng có quà về đó là Pháp tu mùa thu năm 2019. Rồi sau đó dịch bệnh kéo dài đến bây giờ, mọi việc cũng tạm ổn thì chúng ta mới được gặp nhau. Vì vậy cho nên sau cái lần dịch bệnh này, chúng ta mới thấy rằng cái duyên mà chúng ta được gặp nhau trong đời này, mà gặp nhau trong một cái thân tình, gặp nhau trong một cái niềm hoan hỷ, đó là một cái hạnh phúc lớn. Chiều hôm qua trên đường về đây thì có một cô Phật tử nói với Pháp Hòa là năm ngoái, năm lúc dịch bệnh, con sợ quá chừng, con sợ con không được cái cơ hội gặp lại các người thân, mà không ngờ bây giờ hạnh phúc quá, được gặp lại hết. Và dĩ nhiên trong tất cả chúng ta ngồi đây, thế nào chúng ta cũng sẽ quen biết, hay là thậm chí người thân của chúng ta đã ra đi trong cái lần dịch bệnh này, có phải không? Có thể là người thân của mình, có thể là những người mình quen biết. Cho nên ít nhiều chúng ta đều trải qua một cái khủng hoảng, một cái đau lòng khi mà mình nghe tin người thân mình hay bạn bè mình ra đi. Nhất là cái thời gian khủng hoảng nặng nề thì có những trường hợp không thể tổ chức đám tang. Có nhiều khi mình lãnh một cái hũ cốt ra mà thôi, chứ mình có biết chắc chắn là cái hũ cốt đó là người thân của mình không. Nhưng mà thôi, cuộc sống đâu có gì đâu, huống chi hũ tro có thì coi như cũng kỷ niệm. Mà nếu của ai đó cũng không sao, đều là bà con quý thuộc trong đời này hoặc kiếp trước hoặc tương lai. Cho nên là mình đã trải qua một cái cơn khủng hoảng như vậy rồi, đâu phải chỉ dịch bệnh, ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Vì vậy sau lần dịch bệnh này, chúng ta phải ý thức, rồi chúng ta phát nguyện sống sâu sắc hơn trong mỗi ngày. Tại vì mình không biết, như cái câu Pháp Hòa thường nói, giữa cái chết và ngày mai không biết cái nào tới trước. Cái đó Pháp Hòa hay quán nguyện. Nhiều khi Pháp Hòa hẹn với ai ngày mai, nhưng mà thiệt sự trong bụng Pháp Hòa nói không biết ngày mai và cái chết cái nào tới trước. Mình thấy ngày mai nó sát bên vậy đó, chưa chắc mình có được ngày mai. Thậm chí mình thấy bữa nay làm gì, sáng gặp nhau mình nói hôm nay làm gì, hôm nay ăn cái gì, chưa chắc có được bữa ăn là đã đi rồi. Thế thì mình ý thức vậy để làm gì? Để mình sống sâu sắc, không phải là sâu sắc sống. Sống sâu sắc, mà cái sâu sắc đó là làm gì? Không phải mình soi mói người ta, không phải mình dòm ngó người ta, mà mình biết trân quý những ngày tháng mình có được, và những cái đặc biệt là những cái gì mà mình được gần gũi người thân mình, cái đẹp, cái dễ thương, cái hay của họ, mình
tán thưởng, mình tán dương, mình trân quý và mình sống nó. Ngày hôm qua mình có một vị cũng than, thì Pháp Hòa có nói như thế này: nhiều khi mình phải quán trong cuộc sống của mình không bao giờ mình có được tất cả. Nhiều khi mình có này phải mất cái khác. Pháp Hòa nói ví dụ, hôm nào mình đến một bữa ăn rất là ngon, bụng thì miệng thì muốn ăn nữa, nhưng mà bụng ăn nổi nữa không? No quá rồi. Cái bắt đầu mình nghĩ tới cái tham thứ hai nha. Hồi nãy là cái tham miệng mình muốn ăn rồi mà vậy bụng no, thì mình nghĩ tới tham thứ hai: ê, lấy hộp tôi mua. Có không? Có. Như vậy thì quý vị thấy mình cái tham thứ nhất là miệng muốn ăn mà bụng no, tưởng đó mình dừng ngay đó, tham phát triển, lấy hộp tôi mua. Rồi bắt đầu mình lấy một hộp, lấy hai hộp, nhưng mà rốt cuộc rồi mình muốn lấy sao? Thôi lấy ít ít thôi, ăn lấy nhiều ăn không hết. Như vậy là tại vì mình ăn không hết thì mình tốt. Tại mình ăn không hết. Tại ăn không hết. Nếu mình mà quên hết á, là mình cũng sẽ quên. Và nếu như người nhà mình mà đóng mất, là mình sẽ quên. Nói như vậy để chúng ta thấy cái gì gọi là tư duy để nhìn lại mình. Đó, sâu sắc là mình thấy được những cái đó. Những cái đó, nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà để chúng ta thấy cái gì gọi là phàm phu. Phàm phu là cái chất thương tình của chúng ta. Cho nên quy y Phật để mình là Phật tử. Phật tử để làm chi? Phật tử để mình sống với cái Phật. Còn nếu mình không là Phật tử thì mình là tục tử. Đã không là tục tử thì sống với cái. Cho nên quy y không có vô đạo, mấy vô đạo không phải đi làm member để mai mốt ghi sổ lên được, mà quy y để mình biết quay về. Quay về, mà trước hết mình phải quay về với Phật. Phật là ái, Phật là giác, Phật là tỉnh. Trong kinh đó, đưa lên 10 cái ý nghĩa của Phật. Nhiều khi đâu phải ngoài cái sức tỉnh giác ra, sống có thương yêu là Phật, sống có tha thứ là Phật, sống có bao dung là Phật, sống biết nhìn sâu biết hiểu là Phật. Hồi nãy quý vị vô phòng thăm Pháp Hòa, trong cái buổi nói chuyện Pháp Hòa mới nói trên cuộc đời này chúng ta biết thì cũng nhiều nhưng mà hiểu cũng bao nhiêu. Biết khác hiểu khác. Mới tới đây, ô tôi biết chị ở Houston, tôi biết chị ở Austin, biết thôi. Ta gặp anh chị biết, anh không biết anh ở đâu, nhà ở đâu, vợ của ai, chồng của ai. Họ hiểu không? Không. Tại sao biết không? Sống chung với người thương chưa chắc đã hiểu nữa. Cho nên mình sống chung đó, mình hiểu được nhau, sống lòng, sống bờ, sống có trách nhiệm, sống có tha thứ tốt hơn. Trở lại, khi mình lấy thức ăn thì mình lấy, mình hồi nãy mình cái thứ nhất là mình no rồi mình không ăn nữa, nhưng mình cái tham nó khởi lên, thứ hai nó phát triển, nên thôi đem hộp tiêu vô. Nhưng mà lấy gì thì lấy cũng đâu lấy hết, phải không? Đó là chỉ một thứ thôi, còn nhiều thứ. Bây giờ mình muốn đi ra ngoài đường, ít xe, lá nó khỏe, nhưng mà cũng một lần thôi chứ không lẽ gì không có xe cho lạng sao đó. Lạng kiểu đó cảnh sát còn thăm về anh nữa, hỏi anh uống rượu say, rốt cuộc cũng đi không một đường chứ mấy. Có quà hay có cái tập suy tư cái chuyện gì mà cái đó là gì? Đó là thiền. Thiền đâu phải ở trên tọa cổ bộ đó. Cái đó có thiền, cái tọa, cái bàn tọa thôi. Thiền cái này. Cái này phải thiền. Cho nên mình không khéo, mình ngồi thì có ngồi mà không có thiền. Tại cái tâm mình nó vẫn mong luôn. Ngồi thiền quanh năm suốt tháng mà cái cách sống không sâu sắc.
cách sống nó càng cợt, nó ngắn gọn. Thí dụ như ai mà tốt với mình thì mình tươi tắn lên, ai mà không tốt với mình thì mình không dễ thương. Thậm chí xin phép sám hối đại chúng, nhiều khi mình nói kỳ, ai cúng nhiều vui, cúng ít không vui. Không được. Có nhiều khi người ta phiền não, người ta chưa có thẩm thấu, người ta chưa có hiểu được mình. Ta hiểu lần khác, ôi cái cô đó, cái ông đó, cái chị đó nói gì chứ có sao hết. Ta hiểu mình rồi ta thấy thứ rồi được. Nhưng trên đời này mấy người hiểu mình? Đa số là người ta tôi biết được, tôi biết đó, cái bà đó bà xanh đó. Tôi biết được cái ông mà ông si đó, tôi biết được cái ông kêu tham đó. Nhưng mà ví dụ như người ta hiểu sao chứ, trời ơi nó tham chứ nó không ăn đâu, nó đem gì nó cho không à. Ta hiểu được cái chiều sâu đó là ta tham mình liền. Nhưng mà có ai biết cái việc mình làm đâu. Cho nên tại sao chúng ta phải sám hối? Sám hối để nhờ những cái lời kinh mình tự nói được, không biết nói. Mà nếu mình mà có trước Phật mà mình nói, không có nói cái này đó, mình không có nói là tội của con là gì, lỗi của con là gì, cũng có ít lắm. Mình tới trước Phật, Phật phù hộ cho con. Nói nghe cho nó hoa mỹ, thân tâm an lạc. Nhưng mà nói đúng là nó gì? Cho con bệnh giỏi, cho con bình an. Nhưng mà tại vì cái tổ là cái người đã trải qua những cái khổ, cho nên các ngài viết lên những lời sám hối đó để cho mình có một cái phương pháp mình nương vào, cái chữ, cái câu kinh mình nương vào để mình phát lộ sám hối. Trong Phật giáo sám hối nói cho đủ, nếu mà nói cái nghĩa chân, nghĩa tròn của sám hối là phải nói bốn chữ: phát lộ sám hối. Tại sao? Phát lộ là gì? Hay lộ, đúng ra là phát lộ. Chữ lộ là gì? Là hiển bày ra, làm cho nó có mặt ra. Phát là khởi lên, dám nói lên những cái sai của mình gọi là phát lộ. Ngày xưa các vị viết sách đó, người ta trước khi người ta vào sách, người ta có một cái lời ở phía trước là đôi lời phi lộ. Tôi có vài lời tôi muốn trình mặt ra. Mình mà bệnh á, mình xúc được mồ hôi á, nó mới khỏe, phải không? Xúc mồ hôi hạn. Bệnh mà không có xong, mồ hôi nó không ra, nó còn trong người mồ hôi bệnh, cho nó ra mồ hôi để nó có một hôm. Mình tu tập, mình có phát lộ sám hối. Sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm. Hồi nãy quý vị có đọc sám hối sáu căn phải không? Đây là một cái bản văn hiền của anh, của một đức vua Việt Nam. Hiền của anh Đà Lạt. Đó là vua Trần Thái Tông, thế kỷ thứ 13. Ngài là một ông vua rất muốn đi tu. Nhưng khi Ngài lên đến núi, Ngài gặp một vị thiền sư trên núi, thì thiền sư hỏi Ngài: Hoàng thượng lên núi này chẳng hay có việc gì, nếu chẳng muốn làm Phật. Thì thiền sư trả lời: Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Hoàng thượng còn nhiều việc phải làm, nhưng mà nếu Hoàng thượng mà trở về, Hoàng thượng tu tập mà vẫn làm vua, thì Hoàng thượng vẫn có thể tu tập và điều hành đất nước được. Thì khi đó Ngài trở về hoàng cung, Ngài tiếp tục làm vua. Nhưng mà Ngài tu tập, Ngài tự tay Ngài soạn một cái bản văn sám hối cho chính bản thân Ngài. Cái văn sám hối đó tên là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Bắn tim nhờ cho nhiều. Một ngày chia ra 6 lần. Đầu hôm, tức là giữa vườn mặt trời vừa lên, sáng sáng trước rồi buổi trưa, rồi cái xế chiều, rồi chiều là tối.
cứ mỗi một thời như vậy đó, ngày sám hối một căn chia ra là sám lục thời, tức là sáu thời sám hối khoan nghi, và ngài lấy sáu căn làm cái đề mục để mà sám hối. Tại vì tất cả những cái lỗi của chúng ta ở đây là có thể lỗi đi chưa nha, lỗi là gì? Có những cái mình sơ ý mình làm. Tội là gì? Khi mình cố tình mình làm. Thí dụ như mình dép đi dép mình để gần nhau mang ngầm đem lại trả kêu xin lỗi, thấy đôi dép cái giống của mình mà đôi mình nó cũ hơn, thôi để gần đi lát cái mình giả bộ mình tăng lộn. Thế này là gì? Cố tình châm chĩa. Mà nó có sao, ví dụ lỡ mà mình đi về sớm mà tao không phát hiện được coi như là mình sống. Còn nếu mà tao lỡ mà tao nhìn ra thì nó tôi xin lỗi tôi mang nhầm. Cái có cái tâm ý trong đó thì gọi là tội. Mà tại sao nó thành tội? Tại nó như ta biết mình á có cái gốc tham, tại vì mình có cái gốc tham. Rồi cái chiếc giày đó nó đẹp, nó mắc tiền, nó mới quá, mà nó giống của mình nữa. Mà mình mới có cái áo mà chưa có cái đôi giày nó giống giống nữa. Cái đó là duyên tham. Nó có cái tạo cái duyên. Mà đồng thời để cái chỗ khúc. Cháu ai thấy duyên tham. Vô đây tụng kinh nhưng mà nghĩ sao lát ở chân ra giày. Mà nghĩ cái cách mà chân đôi giày đó là cách thức tham. Ba cái nó kết hợp nha. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, thành tội. Chứ đâu phải tự nhiên. Cái gì nó cũng phải có duyên, có nhân, có quả. Nhân là cái gốc tham của mình, duyên là cái của có sẵn. Phải không? Nhân nhân với duyên thành ra quả, quả là ăn cắp thầm cắp. Cho nên nhân quả nó sắp nó cho đủ là nhân duyên quả. Ăn cắp mà không bị bắt. Bất cứ cái gì nó cũng vậy. Bây giờ ngược lại, mình có nhân tu. Nhân tu là thức tu. Duyên tu là ngày mai chùa tổ chức tu. Phải không? Thích tu đến chỗ mà ta tạo cái duyên cho mình tu, rồi mình ráng mình tu thành cái quả tu. Cho nên nhân quả nó không có xấu. Ăn thua là cái ý thức mình đưa vào đó. Nhân gì, duyên gì để được cái quả gì? Nhân duyên quả. Cho nên á, mình phải có tâm ham tu. Đó, quý vị phải có ham, có tâm ham nghe pháp, có tâm ham tu. Chiều nay chiều thứ sáu đi đâu mà rầm rầm vậy? Mà tuần này lại là Mother's Day nữa, long weekend nữa, tiệm giũa đắt lắm. Có nhiều người xin phép không được mà. Mà ráng lắm mới được có mặt ở đây, tranh đấu lắm mới được thu ba ngày. Cho nên cô nào, chú nào, anh nào, chị nào mà tranh đấu dữ lắm mới được vô đây ba ngày đó, thì phải tu để đừng có phụ lòng người chủ cho mình nghĩ. Để cho mình nghĩ mình đi tu. Cho nên ráng tu tập cho có phước, tu tập cho có hạnh phúc. Trở vô tiệm làm tôi nói, trời cho đi tu về ba ngày thấy khác nha, tươi ra. Ngược lại, chồng con với vợ con cho mình vô chùa mình tu ba ngày, về nó phải tươi lên chứ. Trời về hầm hầm thấy nhà cửa bê bối, tôi đi tu về mở nhà cửa nghe kệ nhà là phải sao à, chắc tôi nhà tôi chưa nằm chứ không thở. Phải không? Mà đôi khi mình nói mình không có bị. Cho nên á, thì ngài mới dựa vào cái căn của chúng ta.
chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi nó nhơ với 6 cảnh, tại vì mỗi cái nó có cái đối tượng của nó. Mắt ấy, thì cái đối tượng của mắt là gì? Là hình sắc. Tai thì đối tượng của tai là gì? Là âm thanh. Mũi, đối tượng của mũi là gì? Là mùi vị, hương, mùi thơm. Rồi lưỡi, đối tượng của lưỡi là gì? Là vị nếm. Đối tượng của cái thân này là gì? Là xúc chạm, để mà nóng, lạnh, mềm, cứng, vân vân. Rồi đối tượng của ý là gì? Là những cái nhận thức phân biệt. Thí dụ, Pháp Hòa nhìn có con mắt nhìn này, nhưng mà nếu Pháp Hòa không có cái ý á, không có ý thức á, không có cái thức của con mắt, thì Pháp Hòa không biết con là cúc, chỉ là nhìn hoa vậy thôi. Nhưng mà nó thêm có cái thức của con mắt, tiếng Anh dịch là cái conscious, cái conscious, cái biết của con mắt, cái ý là cái biết của con mắt, cho nên nó thành cúc. Bắt đầu phân biệt tiếp, cúc đại đó vàng anh, cúc này đẹp hơn cúc trắng, và đại đó thì đẹp hơn tiểu đó. Ví dụ vậy, cho nên mình có con mắt, mình nhìn cái cảnh mình phân biệt. Nhưng mà nếu mình phân biệt mà có mình có cái sự đắm chìm, thì cái này nó là thành ra trần, sắc trần. Còn mình chỉ nhìn nó là không có dính mắt gì, gọi là sắc cảnh, cảnh thôi, không dính mắt gì. Ví dụ như mình đi khắp khắp nơi, mọi chỗ, mình gặp hết tất cả mọi người mà mình không có dính mắt ai trên, thì mình vẫn thấy không? Vẫn thấy hết. Nhưng mà không có người nào mình để tâm hết, thì cái đó là chỉ là sắc cảnh thôi. Nhưng mà tự nhiên mình gặp một người nào đó mình để ý, mình xin xuất hôn, mình về mình nhớ cái nụ cười người đó, thì cái người đó trở thành là sắc trần. Có khi đi hết cuộc đời vẫn không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên á, ngài Trần Thái Tông á, ngài dựa vào 6 căn của chúng sanh: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý là có tham, có sân, có si. Còn thân là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Tức là mình, nếu mà chi chiết ra mỗi căn nó có những cái lỗi của nó. Như nãy quý vị thấy không? Con mắt ấy, thì thích nhìn hoa giả mà hình nhìn hoa giả mà quên chân thật. Thường thường á, cái hoa mình nhìn là thấy nó đẹp, nhưng mà thủy chung nó là tạm. Còn ánh trăng á, không bao giờ mờ, không bao giờ phai nhạt, trăng luôn sáng. Chẳng qua lâu lâu có đám mây nó bay tới nó che, cho nên mình mới gọi là trăng tròn, trăng khuyết, trăng mờ, trăng nhạt, là vì mây nó che. Chứ bản chất trăng là không bao giờ có sáng tối gì hết, nó vẫn là một vòng trăng sáng đó. Nhưng mà hãy mình nhìn thấy hoa, trăng nó sáng, thấy hoa cái quên trăng. Nói là thế gian là gì? Có trăng quen đèn. Nhưng mà nói là cái thật đó, là đôi khi cái thật nó mãi mãi nó không biến đổi thì chúng ta quên. Còn cái gì nó biến đổi thì chúng ta làm mê nó. Ví dụ như cái tâm của mình, cái chân tánh của mình, nó là từ bi, nó là hỷ xả, là rất là đẹp. Nhưng mà mình sống mình lăn xả ra đời cái mình quên hết tất cả những cái đó. Thậm chí đó, mình tức quá, mình giận quá, mình nói Phật ơi cho con xin nghỉ luôn chút, con giải quyết cái đám này xong. Nghe thì nó vui lắm, nhưng mà mình rõ ràng là có những cái mình có nhưng mình cũng
Tại vì sao? Mình bị lôi kéo. Còn nãy cái lời sám hối mở ra biết được không? Lòng hoa giả mà quên thành thật. Cái cầu nó có hai ý. Cái hoa thì nó có thay đổi à, nhưng mà trăng thì phải sáng, nhưng mà lâu lâu mình thấy mờ là phải mây che. Vậy thì trong nhà Phật á, mây là để biểu tượng cho cái gì? Cái trường hợp này mây che trăng là tượng trưng cho gì? Nghiệp lực nó che lại. Còn chân tánh mình như còn trăng vẫn sáng. Cho cái câu mà ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời, là muốn nói tới cái chỗ đó. Trăng thì nó không tròn xít, nó không có mờ tối gì cả, nó vẫn sáng. Nhưng mà khổ thay, mình cứ thích cái giả, quên chân thật. Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh. Mình nhìn cái cảnh đó bắt đầu mình hễ mà thương á thì cái ấu nó cũng tròn, mà không thích rồi á thì cái bùa hòn nó cũng có. Thương nhau á, cao sáu bữa ba bữa ba, mà ghét nhau á cao ra. Sáu bổ ra là thành mười. Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả công ty họ hàng, dễ sợ. Lòng quá giả mà quên chân thật. Còn lẽ mình thuộc mấy cái câu mà già không? Rồi chẳng hay mặt thật của mình ra sao? Mặt thật của mình là gì? Là cái tâm, cái chân tâm của mình, bản lai diện mục của mình. Giỏi, thả tìm ra nhiều nhiều. Nên cái câu đó là cái câu mở đầu, ví dụ như là chưa nói, người dân đó mà chết á thì bình thường, mà hãy người thân mà chết á thì lệ lòng xót xa. Cho nên hồi xưa đó, bà Visakha bà lên với Đức Phật bà khóc và nói đứa cháu mà chết. Đức Phật nói nếu mà trong cái thành Đề Xá Ly này tất cả những người ở trong thành ở chùa Hiệu Quang của bà hết bà chịu không? Canada đó. Nói dạ con nghe thì thích đó. Nhưng mà con nghĩ kỹ lại rồi, nếu mà bà con trong cái thành phố mà điều là của con ngày nào cũng khóc, tại ngày nào cũng bị chết. Mà Đức Phật nói một câu rất là hay, nếu mà nước mắt của chúng sanh đó, mà khóc mà có thể chứa lại được đó, nhiều hơn nước bốn biển. Thật, nước mắt của chúng sanh nếu mà khóc mà nó tan biến mà chứa lại là nhiều nước bốn biển. Nội cái khổ chồng hay là bao nhiêu nước mắt, khổ vợ, khổ con, khổ công ăn sự nghiệp vân vân, bao nhiêu nước mắt. Cho nên khi mà mình đọc sám hối không phải là mình hì hục, mình lạy để mình lấy điểm với Phật, nhưng mà cái giây phút đó mình gom cái tâm mình lại, nó không còn tán loạn đi đâu hết, để mình nhận ra những cái sai lầm của mình qua cái lời văn của các tổ. Có thể mình tụng xong mai mình làm tiếp đó, nhưng mà ít nhất đó, trong một giờ đồng hồ đó mình chí tâm, mình thấy lỗi rồi mình sám hối, rồi ngày mai á mà lỡ mình có làm nữa đó, nó cũng sám chút tâm tàm quý. Tàm quý là gì? Sám hối. Trời ơi, hôm qua hình hợp lại Phật, rồi sao bữa nay dữ vậy? Nhắc được vậy cái sao? Thôi, bớt dữ. Bớt thôi chứ chưa hết. À, lúc đó mình cũng phải tự nói với mình, you good girl, you good boy. Cho nên mình quy y đến gì? Quy y để mình giữ cái giới đó, rồi lỡ mình có phạm á, mình biết tạm quy. Chứ quy y đỡ lắm. Có nhiều việc đó đó, thôi tôi còn tội lỗi lắm, tôi chưa dám quy y đâu. Rồi có nhiều người nói sao, quy y rồi mà làm nó tội còn hơn. Vô Phật, bộ không quy y làm nó tội nữa. Tội ít. Anh vô quốc tịch rồi, hay là anh không vô quốc tịch, anh phạm pháp, xử giống nhau. Nhưng mà nếu mà anh có quốc tịch mà anh phạm pháp đến nước khác, có thể cứu, người ta bóc anh về,
nước kia không được xử lại. Bởi vì nên có cái passport là ở. Ai mà chưa có cái Buddhist passport, ráng Phật đảng này đăng ký ghi danh lấy cái passport. Giờ bà nói vậy chứ thì bà mới nói với đại chúng là mình có biết á, mình không phải là mình biết mà mình phạm tội nhiều hơn, là biết mà lỡ phạm lúc tai nạn ăn năn hồi tâm tạm, cho nên trong bảy cái tâm sám hối trước hết là phải có cái tâm tạm quý. Tạm quý là gì? Tự mình xấu hổ với mình gọi là tạm, tự mình hổ với mình, tự mình xấu hổ với người khác gọi là quý, tự tàn quý tha, cái cách nhớ rồi, tự mình hổ với mình, tự mình thẹn với mình, hay là tự mình thẹn với mình, tự mình hổ với mình gọi là tàn quý. Đức Phật có một cái bài kinh dạy về sám khắc. Trong cái bài kinh như thế này: mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Có không? Có nhiều khi con mắt mình trời ơi, mình nhìn ai mà mình thương cái rồi nhìn đắm đuối vậy. Nhưng mà mình không ưa ai rồi sao? Thấy trợn đầu nó xéo bên này, nó méo bên kia, chưa nói khi mình giận dữ lên, phải không? Hay mắt là đại dương sâu, nó thâm sâu lắm. Xin thưa đại chúng, có nhiều người, người ta nhìn người ta đâu, người ta không cần phải điều tra gì, người ta nhìn mình nói chuyện mà con mắt mình sao, ta biết chiều sâu của mình. Ví dụ, các bạn nói ví dụ nha, nam đã em, ví dụ. Ví dụ có nhiều người đang ngồi nói chuyện với mình mà mắt họ không có thường thường đó, mình nói chuyện mà phải eyes contact, nói là phải nhìn, nói chuyện người ta bằng mắt lâu đi thì người ta định nghĩa sao? Nè vàng. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Đọc trong kinh thấy Phật đưa những cái ví dụ. Nhưng mà thật, mình thương ai, mình ghét ai, mà thậm chí mình nhìn, thơ phim ảnh nó diễn tả hết những cái nhìn. Mình nhìn người đó với cặp mắt hận thù, mình nhìn người đó với cặp mắt thương yêu, mình nhìn với người đó với cặp mắt gian dối, vân vân. Nó giống như những đợt sóng ngầm, có những lúc nó ào ạt, mà có những lúc nó rất là dịu hiền. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thì không có cặp mắt đó. Chỉ có chúng sanh mình đó, tâm tính mình thay đổi cho nó mắt môi mình đi theo đó. Cho nên Phật Bồ Tát có một cái đức tướng ở trong kinh đó là Bồ Tát lân mẫn tướng. Lân mẫn là sao? Cái tướng nó biểu lộ cái tình thương. Ví dụ Phật Di Đà đưa tay, Phật Di Lặc giơ tay. Hỏi tại sao Phật giơ tay? Đầu hàng chúng sanh. Nghiêm lắm. Có nhiều khi mình gặp được Phật bàn phước, Phật để cái bàn tay xuống đất địa xúc. Địa xúc là gì? Chạm với đất. Chạm với đất là chạm với cái thực tại. Touch the present. Thí dụ mình tới mình gặp Phật, mình hỏi han cái gì lung tung quá, Phật chỉ cần đưa tay xuống Phật chạm đó. Nhưng mà nếu mình tin đi, và con hiểu rồi, con hiểu ý Phật nói là be here and now, be present, do not lose yourself. Bồ Tát lần mở. Ông Tiêu á, lưỡi dài, đầu có ba cái núi. Có nhiều người biết, nhìn tưởng tượng ông đó có ba cái sừng.
Thật sự cái đó là ba ngọn núi. Quý vị lên mấy cái tượng chùa Việt Nam hay thờ cái ông mà có ba cái chớp nhọn nhọn ở dưới này le lưỡi dài cầm cái cây đó, cái đó là ba ngọn núi mọc ở trên đầu. Mà quý vị biết ông đó là ai không? Là Quan Âm Bồ Tát thị hiện đó. Là Quan Âm Bồ Tát đó. Ngài là một trái tim từ bi, nhưng mà thị hiện con bắt giữ để gì? Để giết hóa cô hồn. Tại vì ở thế giới này có những loại cô hồn mà thiền nghiền nói nó nghe. Tại vì những người đó là giống ngang nào biết trên đầu có ai, cho nên phải có cái người đó ra quay họ mới sợ. Nhiều khi đâu cần phải nói gì đâu, chỉ cần nghe tiếng thôi. Lát ra ông Dũng Hổ, ông Năm Cọt vừa tới là chết nghe không rồi. Không chết không nghe gì. Nít hồi nhỏ, hở kêu ông Kẹ. Nó biết ông Kẹ là gì đâu. Nhưng mà nó cứ sợ ông Kẹ. Chúng sanh cũng vậy. Thì cái ông đó, mặc dù mắt ông cỡ vậy đó, nhưng mà trong chiều sâu của ông đó là một trái tim thương yêu. Cho nên người mẹ thỉnh thoảng cũng thể hiện cái gì vậy. Cầm coi án không? Muốn nó án nhưng mà đành nghe lời cầm thôi. Cho nên quý vị thấy không? Giữa người mẹ đánh con và một người hàng xóm đánh con của mình, hai cái tâm nó khác à. Người mẹ buộc mà đánh đứa con và người hàng xóm đánh đứa con đó, thì người hàng xóm là bực bội ghét bỏ. Còn người mẹ hung dữ đánh, nhưng mà trong lòng nó cả một cái tình thương. Cho nên họ rất thấm hay không? Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm nữa. Trời đã nắm sơ hồn con rất lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu, cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi, đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắt. Biết hết rồi những ngày tháng yên vui. Hồi đó mẹ mình nắm mình đâu có vui. Nhưng mình muốn nghe lại cái tiếng đó. Lăn mặt tưởng mặt. Mắt là đại như so với những đợt sóc nằm, với những loài thủy quái, với những trận cuồng phong. Nhưng không sao, cứ tôi thuyền tôi đi trên những cơn sóc, xin nguyện nắm vững tay chèo. Mình có đang đi trên sóng không? Có phải không? Dạ có. Cái lúc dịch bệnh mình đi theo dịch bệnh, đeo khẩu trang, đứng xa xa, gặp nhau bắt tay chung tay gì không. Hồi xưa đâu có chịu chắp tay xá đâu, giờ dịch bệnh quá gặp nhau xá đi để định cho nó bắt tay mình. Mình là những người đang có đủ sáu căn mắt tay của tiền thân ý và đi trong cuộc đời, đi lên đường con sông. Cả thân mạng này là một con thuyền, thuyền tôi đi trên cơn sóng, xin nguyện nắm vững tay chèo. Tay chèo đó là gì? Đó là tay chèo của chánh niệm. Mình đó tu gì, cái bản chất phàm phu nó giống nhau, cái tham, cái tấm, cái ái nhiễm nó giống nhau. Nhưng mà tại vì nó đỡ cái là cái này, cái áo cái đầu này nó cũng thắng mà được chút, chứ có giỏi gì đâu. Cho nên cạo đầu không phải tu, nhưng mà nhờ cạo đầu nó mới tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì chư tổ đã dạy kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình có kháng kinh thôi, mình xem kinh là lời dạy, thì mình mới rõ được cái lý của Phật. Không có kháng kinh thì làm gì hiểu.
tọa thiền giả đang Phật chi cảnh có ngồi thiền mà an hiểu được cái tỉnh tỉnh của Phật. Tối trước khi đi ngủ ngồi lại 5-10 phút, sáng trước khi đi làm ngồi 5-10 phút. Quý vị cứ ngồi đi, ngồi dùm nó qua 15 phút sáng, 15 phút tối, bảo đảm một thời gian sau quý vị không là Phật, nhưng quý vị là chính mình. Sống có biết dừng, biết chậm, và không để cho cái giận hờn tức tối phiền não nó lối mình như ngày xưa nữa. Thế thôi là đủ hạnh phúc rồi. Phật đâu có biểu mình tu tới thành Phật đâu. Để chuyện thành Phật lâu dài lắm. Bây giờ mình thành một con người sống biết dừng, biết chậm, biết nhìn thấu, biết thương xót. Còn bình thường mình cứ đi khai hạ, tuyên bố tôi nắng lắm, biết nóng mà sao có sửa. Sợ chính nhận. Vậy thì mới biết thôi. Không phải là phổ thông chính nhận. Người ta nói tôi biết chị nóng mà tôi mới sống chị tới bây giờ. Tôi biết anh nóng, tại người ta hiểu đó nha, ta hiểu mình đó. Ta hiểu đó, mặc dù ta chưa cảm thấy của mình đó, mà ta chịu đóng năm sau tới giờ đó. Ta đi trên những cơn sóng mà ta dưỡng tay chèo á, để ta chịu đời mình. Hiểu tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là mới một căn thôi nha, căn mắt. Rồi bây giờ tới lỗ tai cũng quán vậy. Tai là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, với những loài hiển quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngầm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển thinh mênh mông. Mũi cũng vậy. Mũi là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, với những loài hiểu quái, với những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng ngầm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong mũi ương mơ mộng. Quán sao kìa. Thì Phó Hoàng nghĩ ngài Trần Thái Tông chắc ngài cũng đọc kinh Phật. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ lấy toàn bộ cái cuốn Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi này giảng cho đại chúng nghe. Rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái kiến thức của ngài Trần Thái Tông mênh mông. Trước khi mà ngài vào mỗi một căn, nó là ngài đem những cái điển tích, ngài nói những cái điển tích, những câu văn hay lắm. Mà cái bộ này Pháp Hòa đã giảng một lần năm Pháp Hòa 19 tuổi. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó không có thâu lại. Lần sau mà có nói thì chắc có phương tiện thâu lại. Nhưng mà trong lòng cũng có cái thầm nguyện đủ duyên thì có bà sẽ nói lại cái đó. Để chi? Thứ nhất, mình phải trân quý tác phẩm của cha ông mình. Đó là ngài Trần Thái Tông, một đức vua của người Việt, một thiền sư Việt Nam và cư sĩ, thiền sư cư sĩ, mà ngài đã soạn ra cho tự thân ngài sám hối. Bây giờ mình thấy hay quá, mình đem ra mình tụng, mình đọc cái thời sám hối cho mình. Nếu mà đủ duyên mà Pháp Hòa tìm lại được thì Pháp Hòa cũng tìm lại cái bài sám hối mà ngày xưa Pháp Hòa đã tự viết để cho tự mình sám hối. Năm đó Pháp Hòa 15 tuổi. Yeah. Khi 15 tuổi mà đi xuất gia thì một hôm Pháp Hòa ngồi trong cái lớp học. Thì thường thường Pháp Hòa hay vô lớp sớm. Thì trong trường Pháp Hòa nó có một cái dãy, có những cái computer cho học sinh vô học. Thì Pháp Hòa hay vô sớm nên gì? Đánh những cái bài kinh mà mình biết, đánh những cái gì mình muốn. Mà lúc đó đánh máy đâu có bỏ dấu, đến máy rồi trong trường có máy in, mình in ra thôi. Hồi đó là còn cái loại máy Macintosh bự tổ chai, rồi cái floppy disk ấy, nó viết xong mình xê như thế đó. Rồi Pháp Hòa có viết cho Pháp Hòa tự một cái bài sám hối. Mỗi ngày tụng kinh tự mình thầm tập cái bài sám hối.
lâu quá cất cái bài đó, hôm nào nếu mà con còn đủ duyên tìm lại được cái bài đó đọc cho đại chúng nghe. Cho nên á, nếu mà mình dựa mình hiểu được cái phương cách rồi, con tự quý vị mỗi ngày quý vị tự sắp nói đi. Nếu có thời gian không có theo bài bản được, tự mình 5-10 phút gì đó, mình ở trước cái giây phút đó là giây phút gì, mình nhìn lại, quán lại, và đồng thời thuộc cái câu nãy mình nói, con mắt, cái tai, cái miệng, cái mũi của mình, ngày nào mình ở trong những lúc sống, tại vì sao? Nhiều hấp dẫn quá, nhiều thứ hấp dẫn quá. Nội cái bây giờ, nội cái ăn thôi, quý vị thấy không? Nội cái ăn thôi mà bây giờ đủ kiểu, đủ cách. Mà ăn càng ngon, càng fancy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Càng nhiều bệnh. Mà mình ăn, nếu mà mình xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm cho biển vị mênh mông, ngon thì không ngon, nhưng mà bệnh thì không xin chữa. Ngon thì có ngon và thôi đủ no rồi, để không đắm chìm trong đó, chứ làm sao mình khỏi nó được. Bất quá là mình là những người đi trên những cơn sóng với 6 cái mắt, tai, mũi, miệng, thân. Xin phép chia sẻ này với mấy anh thanh niên. Có nhiều anh lên tham vấn, con biết con có bảo rồi, mà sao cái tấm tấm con kỳ, thấy con nào đẹp đẹp con cũng thích nhìn, ngắm nghía, khởi tâm rất là thành thật. Đâu có sao không? Phong Hòa nói chuyện nó rất thật luôn. Chuyện thật. Nhưng mà cái tu của mình là cái chỗ là mình biết đó chỉ là cảnh thôi, đi ngang thôi, sao nó rồi sao? Mình phải trở về cái ý thức của mình. Là cho nên cái câu mà truyền giới thứ ba đó, ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Bổn phận của mình bây giờ là một người chồng, một người cha, mình không thể làm hơn được. Cho nên tu á, không phải là cái gì mà mình nhận ra được tất cả những cái gì nó đang xảy đến trong trong đời sống của mình mỗi ngày, dù là những cái tâm lý, những cái sinh lý, những cái bình thường. Nhưng có một cái hay là đã có vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc, biển ái mênh mông. Chứ là mình đâu phải là cái, ví dụ như mình gặp mà mình trơ trơ ra đó thì mình tu biết mà tiến mình thành không gỗ, thành đá, thành sỏi, thành đâu phải. Một con người rất bình thường, biết hết, nhưng mà biết gì? Xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong cái biển đó, biển sắc, biển thanh, biển vị, biển xúc. Cho nên ngày xưa tại sao mà Phật không có cho các thầy ngủ cái giường quá rộng, ngủ cái giường vừa đủ gọi là cái đơn. Đơn là gì? Đơn là single, là đơn chiếc, nghĩa là ngủ cái chỗ đó nó vừa đủ. Tại vì sao? Tại vì cái theo cái khuynh hướng bình thường, hễ mà rộng thì mình làm gì? Lăn. Không, mình lăn, còn mình lăn thì mình thoải mái. Mà thoải mái thì sao? Đắm chìm ở trong cái feeling thoải mái đó. Mà thậm chí mà các thầy mà ngủ trong rừng á, nếu mà các thầy mà ngủ trong rừng á, tìm được một gốc cây là mà ngủ mà yên mã chút á, mà cảm thấy chỗ này ngon quá đó nha, pha đêm đó nha, không được ngủ tới đêm thứ tư. Phật kỹ đến mức như vậy. Cho nên á, cạo đầu có cái lý để chi? Để cho nó bớt đi những cái hình sắc. Nhưng mà những vị ta cạo xong ta vẫn đẹp. Dám thầy kẻ không dám nói. Quý vị được nghe nha. Thiệt ha. Nhưng mà nếu nói cho đúng ra là rất là modern.
cái áo này tuy nó bình thường vậy mà nếu Pháp Hòa mà bây giờ Pháp Hòa mà ra ở đây có cái mo gì hả? Sài Gòn mo mà. Có không? Dạ có. Nếu Pháp Hòa mà ra Sài Gòn mo với đại chúng là người ta sẽ nhìn Pháp Hòa hơn. Tại Pháp Hòa rút cua. Đặc biệt. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tụng sám hối sáu căn. Chữ căn là gì? Căn là cái gốc. Sáu căn nghĩa là sáu cái gốc rễ mà sinh ra các loại. Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và những cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và những cái phân biệt để chúng ta vui buồn, khổ đau cho nó là thức, là nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Cái khổ của mình là chỗ cái thức có phân biệt. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lần ba là 18. Cho nên mình có sâu chuỗi 18 hồn. Cái sâu chuỗi tai 18 hồn. Đức chủ đề có 18 tai. Bồ Tát chủ đề có 18 tai. Tượng trưng cho sáu căn, sáu cành, sáu thức. Và trên mỗi bàn tay của Bồ Tát cầm một pháp khí. Có khi là một cái bánh, có khi là một cái bông, có khi là một cái kiếm, có khi là một sâu chuỗi. Đó là phương tiện để độ. Con mắt của mình vẫn còn thích sắc phải không? Nhưng mà thay vì mình tìm những cái hình sắc khiêu gợi gì đó làm cho mình bị đắm chìm, thì bây giờ hình Phật, tranh ảnh của Phật, mình thay đổi cái đối tượng của sắc. Đó là phương tiện. Nhưng mà mình biết rằng hình Phật nó cũng chỉ là phương tiện cho mình tưởng tượng lên Quan Âm dáng vẻ này, rồi bé này. Cho nên quý vị đi thấy Quan Âm không giống Quan Âm nào. Người Hoa thì rất là cái người phúc hậu, cho nên tròn trịa và đẹp. Cho nên Quan Âm của người Hoa là người nào cũng có lòng. Còn người Việt là ít ốm, cho nên Quan Âm của người Việt là ốm ốm thon thon. Chẳng hạn đến Quan Âm đứng trước Quan Âm Việt Nam. Còn Quan Âm của tỉnh này thì Quan Âm Trung Quốc bự bự. Mỗi một cái sách mình nhớ là đó là biểu tượng. Cho nên mình biết hình ảnh của mình. Rồi bây giờ cái tâm mình nó còn chạy nhảy quá, phương tiện mấy sâu chuỗi làm những niệm Phật để cái tâm mình nó bám vào hồn chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng là phương tiện thôi. Nếu mà cái này là một quyển sách bình thường có thể bất tận luôn, nhưng mà nếu mình tuyên bố đây là quyển kinh thì mình phải có một chút tôn trọng. Mà đôi khi cũng quên, đang cầm quyển kinh về mà gặp thầy tới là kẹp nắp ngon để quay thì xa thầy là mình quên những cái mình kính thầy cho mình quên kính thầy. Nhưng mà cũng kinh phải không chứ nó. Cho nên ví dụ lỡ mình đang cầm quyển kinh, mình gặp quyển thầy, mình gặp những người khác mình muốn chào mình làm sao? Cầm hai cái tay lên quyển kinh cúi đầu lại, không muốn gặp quyển kinh xa. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy đó ha, mở kinh ra tụng tới cái bài nào mà thuộc đó, cái mình muốn cho mọi người biết bài này tôi thuộc, gắn kinh lại chẹt nách tụng để cho mọi người biết bài này tôi thuộc. Cái lát đầu này bắt vào bài mới biết chết cha, bài này bài gì đó mở nách ra. Cho nên đó, những cái đó là những cái react bình thường, những cái phản ứng bình thường trong cuộc sống. Mà nếu chúng ta dừng lại được, ồ tại sao kinh mà mình lại để vậy, lấy nó ra, lấy khỏi. Cho nên cuối cùng nó vẫn thưa đại chúng là gì? Tu là người đủ khả năng xử lý, giải quyết mọi tình huống. Nghĩa là mọi tâm hành mình nó biến đổi, mọi việc gì nó xảy ra, mình đủ khả năng nhận biết. Thí dụ lỡ mình có để kinh vào trong cái cánh tay mình, nhưng nhận thức được rồi thì lấy quyển kinh ra. Lúc đó mình phải nói với mình, tôi là vậy đây, vừa thấy sai liền chỉnh. Khi mình đi ngang thấy cái ghế nó méo, mình khởi cái tâm đầu tiên là kệ, anh làm gì làm cái chuyện của mình.
hoặc là chuyện đó của người kia là chuyện của mình, hoặc là con người làm mình làm chi, tất cả những cái gì nó khởi lên để mình không chỉnh cái kia, thì mình tự nói với mình tại sao mình được ngay trong giây phút mình được chỉnh mà không chỉnh lại chỉnh cái kia cho mình. Phong là luôn luôn, nhiều lúc mình cũng sanh cái tâm lười vậy, thật tình đi ngang thấy cái đó mình cũng khởi cái tâm lười, nhưng mà cái giây thứ hai đó, ủa rồi mình đi lên pháp hòa mình nói quá trời mà sao mình không có làm gì mình nói chứ, cái thì mình trở lại mình làm cái đó. Thế là chúng mình cũng là con người, có những lúc cũng lười biếng, có những lúc giải đãi, có những lúc gì buồn giận không muốn làm, vấn vấn, thậm chí mình nói mình muốn phải đi đây làm mà tại sao mình đã làm. Những cái lúc mình khởi như vậy thì mình nói với mình tại sao mình được cơ hội mình không làm. Nhiều khi mình nó còn cơ hội, giống như ngày xưa ở trong chín giờ rồi, ở trong sách xưa có câu mọc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi cha mẹ nhưng mà cha mẹ đâu còn. Nhiều khi mình muốn làm chuyện đó mà không làm được, mà trong khi mình được cơ hội là không làm. Cho nên Đức Phật dạy một bài kinh rất hay: lúc còn trẻ phải tu, tại lúc già yếu ớt quên tới quên lui tu không được. À, trẻ tu phải không? Lúc còn khỏe phải tu, tại vì lúc khỏe không lo tu, lúc bệnh tu sao nổi. Rồi lúc già còn phải già phải lo tu, tại vì già là nó sắp chết mà không lo tu chết ai vẫn được. Rồi lúc người nào mà bệnh á, lúc bệnh phải nên tu, tại vì bệnh nghĩa là mình không còn cơ hội. Cho nên đâu rốt cuộc rồi á, hoàn cảnh nào cũng tu, trẻ khỏe bệnh già đều tu. Lúc giàu nên tu và chia sẻ, để lỡ mình có cái còn cái phương tiện mình sẽ chia. Lúc nghèo cũng chia sẻ, tại vì do mình không chia sẻ cho nên mình mới nghèo. Thời giờ ráng bố thí thì tạo phước. Nhưng mà Phật đâu có biểu là mình phải làm gì mà quá đâu, làm gì trong cái này. Mà thậm chí đúng rồi, chỉ cần một lần mình tha thứ, mình bao dung, hoặc là thậm chí một lời nói của mình cũng đều là bố thí. Bố thí không cần phải tiền của, tại vì bố thí nó có ba loại: bố thí tiền là tài sản và một vật chất, bố thí pháp, bố thí vô quý. Ngày mai là sao? Một cái bài kinh rất hay. Để Pháp Hòa mỗi khi mà đọc kinh thấy bài kinh nào hay thì làm dấu ghi lại, rồi có cơ hội chia sẻ với đại chúng. Hôm nay nhân ngày chúng ta sám hối sám căn, thì Pháp Hòa trước hết giới thiệu tác phẩm này. Thật ra thì nếu mình nói sâu sắc thì còn nhiều thứ. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Người chế ra pháp sám này là Đức Vua Trần Thái Tông, một Đức Vua Việt Nam. Thứ hai là bài kinh mà Đức Phật nói đó, về sám căn. Thì mong đại chúng sau này mình có cơ hội đọc cái bản văn này thì chúng ta thầm biết rằng đây là một bản văn sám hối của Đức Vua Việt Nam, và Ngài đã tự thân Ngài sám hối bản văn này. Ngày nay dù mình đã cách Ngài 1,000+ năm, nhưng mỗi khi chúng ta đọc sám pháp này thì mình biết rằng Ngài cũng đang ở trong lòng của mình. Và Ngài là ai trong cái lễ hồi nãy chúng ta lễ Trúc Lâm Đại Đầu Đà? Ngài xưng Ngài Đầu Đà là gì? Là một người tu khổ hạnh ở trên rừng, trên núi tu khổ hạnh, gọi là Trúc Đầu Đà. Ở trên cái Ngài tự xưng là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, và hai người đệ tử nói tiếp mai, đó là Ngài Pháp Loa mai và Ngài Thừa Quang. Cho nên ở trong cái lễ hồi nãy mình lễ đó,
có ba vị mình lễ đó: Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Tổ sư Pháp Hoa là vị tổ của phái Trúc Lâm, và Tổ sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba, là ba vị tổ của cái thiền phái Trúc Lâm. Và ngày nay sư ông Thanh Từ coi như là tiếp nối cái con đường thiền tông của ngài Trần Thái Tông. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, thì chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Đủ duyên thì chúng ta sẽ gặp lại vào 2 ngày tới, thứ bảy và chủ nhật. Mong quý vị trong 2 ngày này mình có 2 cái tâm niệm. Thứ nhất là mùa Phật đản, chúng ta tu tập để đem cái phẩm vật này dâng cho Đức Thế Tôn. Thứ hai là Mother's Day, và mình tặng cho mẹ mình, dù là mẹ còn hay mẹ đã mất, cũng không gì bằng sự tu tập. Mẹ còn thì mình hồi hướng công đức tu tập cho mẹ khỏe mạnh, mẹ mất thì mình hồi hướng công đức này để mẹ nương nhờ công đức mà sanh về cảnh lành, nương theo tu tập. Cho nên bằng 2 cái tâm niệm cúng dường cho Phật là bậc thầy của mình, hay là người cha lành của mình, và Mother's Day là người mẹ sinh ra mình trong đời này, thì chúng ta có 2 người rất quý trong cuộc đời này, người thầy tâm linh và người mẹ sinh thành. Chúng ta dâng lên cho 2 vị đó công đức tu tập của mình. Chúc đại chúng an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, chúng con xin kính tri ân thầy đã ban cho chúng con lời pháp dụ rất là quý giá. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và thực hành trong chánh niệm A Di Đà Phật. Và thưa thầy, con xin có thông báo tí xíu rồi. Rồi thầy hồi khuya thưa thầy. Theo chương trình đó thì quý Phật tử sáng ngày mai lúc 5:30 là thức chúng, và 6:00 là chúng ta có ngồi thiền và công phu sáng tại chánh niệm này. Và chương trình là 8:00 mình điểm tâm, và 9:00 là thọ các quan trai giới. Chúng con xin nhắc lại một lần nữa, và chúng con xin kính mời quý vị khởi thân